đúng tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, cầu Phật Phật độ, vận may liên tiếp, làm ăn trúng lớn, đổi đời ngoạn mục, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, tiền về tới tấp, giàu có nhất họ. Giáp Dần mạng thủy cuộc đời, thông minh nhạy bén, danh công dễ thành, can chi hòa hợp an lành, giảm phần sóng gió trồng trình thuyền nan, là người lớn mật to gan, lâm nguy nhiều độ ổn an trung thời, bạc tiền sáng tối đầy vơi, gia đình tạo dựng cơ ngơi được bền, hậu vận mọi việc đều nên, hào còn thịnh vượng tuổi tên với người, Giáp Thìn may dù có hồi, lục tài đầy đủ đổi ngôi vô chừng. Vâng, thưa quý vị, nếu biết cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, lo lắng, muộn phiền đủ đường, thì có lẽ ta đã chẳng đến cái thế giới này đúng không ạ? Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, kiếm từng đồng bằng mồ hôi, sương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc. Đã vậy, còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, khiến chúng ta phải đi vay mượn thêm để sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn, việc làm mất hết, tiền đâu mà trả nợ, nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Tuy nhiên, qua cơn bi cực, tới hồi Thái Lai, những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được trời ban cho chiếc thìa vàng để hốt tiền, hốt của thiên hạ vào túi, làm gì cũng thuận lợi hanh thông, vạn sự như ý, lại được thêm song lục cát tinh cao chiếu, vận trình vượt xa thiên thời địa lợi. Để nắm lấy vận mệnh của mình, người tuổi này số phận định rằng đúng tháng 5 âm lịch tới, sẽ ăn nên làm ra, đổi vận đổi đời, thu hái quả ngọt sau bao năm khổ cực phấn đấu. Vậy, vận trình cụ thể của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nhé! Quý vị thân mến, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, mệnh thủy, đại khê thủy, tức là nước khe lớn. Người mệnh này được đánh giá có tài ăn nói khéo hơn người, họ cũng rất nhanh nhạy và tinh tế trong giao tiếp. Cách giải quyết vấn đề của họ vô cùng khôn ngoan và uyển chuyển như dòng nước đại khê thủy nên người mệnh này thường được tin tưởng giao cho công việc hệ trọng. Họ rất thích hợp với các ngành nghề như tài chính, kinh doanh, buôn bán bất động sản, tư vấn. Tố chất thông minh hiếm có giúp cho người mệnh này trở nên nổi bật từ rất sớm, thậm chí ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Cũng giống như dòng đại khê thủy, họ thích sự tự do và sáng tạo, ghét bị gò bó và định kiến. Tuổi Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi này có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa, trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận phân tích một vấn đề một cách khoa học, logic, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời, đó là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được, thì tuổi Giáp Dần lại giải quyết rất nhanh chóng. Lý do là bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy họ thường hay ra tay, bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Bản mệnh có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm thì họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi Hồ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi Giáp Dần khi hứa điều gì, nhất định họ sẽ thực hiện, dù có gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối cũng sẽ không bỏ cuộc. Họ đặt danh dự uy tín của mình lên hàng đầu, bởi vậy tuổi này luôn được mọi người xung quanh tin tưởng và yêu quý. Trong cuộc sống, họ là những người biết lắng nghe, chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người. Phụ nữ tuổi Giáp Dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi này còn rất thông minh và tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp và địa vị cho mình. Nữ mệnh chủ tuổi này thích cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao họ có xu hướng kết hôn khá muộn. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên, động vật và những đứa trẻ. Đàn ông tuổi Giáp Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực. Vì thế, họ sớm trưởng thành, có ý chí quyết tâm, tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc, ỷ lại vào ai. Bản mệnh khi còn trẻ đã ham học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng lứa,
Càng trưởng thành thì họ càng có đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì tuổi này sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa và uy quyền. Điều mà những người tuổi Giáp Dần phải mất cả đời để học, đó là cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó. Mỗi cơn nóng giận đi qua, hậu quả nó để lại không thể lường trước. Có lúc họ vô tư, yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc những chú hổ lại chán nản và buồn phiền. Trên phương diện tình bạn, bản mệnh dễ dàng kết nối được với những người tuổi Hợi, bởi lợn thì hiền lành, nhường nhịn, sẽ không bao giờ khiến hổ phải tức giận. Trên phương diện đối tác làm ăn, tuổi Giáp Dần có thể hợp tác với người tuổi Tuất, tạo nên một mối quan hệ gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Giáp Dần dự báo, tháng này của bạn phải gọi là đại cát, khi mà nguyệt lệnh và tinh tú đều đồng loạt ủng hộ bạn. Đầu tháng, thiên can bính hỏa tọa nguyệt lệnh sinh vượng, thiên tài gặp cát nên sự nghiệp có điểm thăng tiến. Cuối tháng bính hỏa tiếp nhận ngôi vương, đem tới các khí cho kiếp tài, ngũ ý đường công danh rộng mở. Ngoài ra, thái âm cát tinh che chở, người tuổi Giáp Dần nên hợp tác với những người là nam giới thì sẽ được hỗ trợ nhiều. Bởi thái âm cát tinh vốn đại diện cho nam mạng và dương khí mạnh, nên những người nam sẽ mang lại may mắn cho mạng chủ. Tháng này, nhân duyên vượng, người tuổi Giáp Dần sẽ cảm thấy hòa hợp hơn với đối phương. Những tranh cãi trước đó cũng không làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian tốt đẹp này. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện, dự báo tình hình nhân duyên trong tháng sẽ có nhiều biến động. Tình trạng sức khỏe của bản mệnh trong tháng không được mấy khả quan, có thể là do thời tiết quá nóng bức, bản mệnh nên chú ý hơn tới việc ăn uống và tập luyện để nâng cao sức khỏe. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Giáp Dần đầu tháng 5 âm lịch, sự nghiệp được cải thiện, thiên tài tinh được ủng hộ, sự nghiệp tiến triển khả quan. Bạn có lòng nhiệt tình với công việc, đức tính tốt bụng, nên sẽ có nhiều quý nhân tương trợ, sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ với công việc tìm đến bạn. Bởi vì tài tinh đem tới lòng nhiệt thành vô bờ bến đối với công việc, dễ dàng, tay trắng tạo nên cơ đồ, có điểm trở thành nhân vật xuất chúng trong công việc tháng này. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp gặp vượng, người này có kiếp tài lâm cục mệnh, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào. Bạn có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn, nên vận công việc tương đối là thuận lợi trong tháng. Tiếp theo là phương diện tài lộc. Đầu tháng Canh Ngọ âm lịch, vận tài lộc của Giáp Dần có sự che chở từ thiên tài tinh. Người tuổi này có con mắt tinh tường của một nhà kinh doanh tài ba. Bạn biết thứ gì có thể đem lại lợi nhuận nhất, bạn cũng biết đâu là thời cơ vàng để gia tăng túi tiền của mình, đồng thời cũng có lá gan mạnh mẽ để nắm lấy cơ hội phát tài cho mình. Kiếp tài trong tứ trụ luận mang đại diện cho người Giáp Dần, có thể thấy vận tài chính của bản mệnh tháng này sẽ có nhiều cơ hội lớn. Có thể một khoản làm ăn đầu tư lớn nào đó được người thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp mang đến. Vận cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ trong tháng này. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Lúc này, chuyện tình cảm thuận hòa, người có thiên tài tọa mệnh là người khá năng động và giàu lòng nghĩa hiệp, hay giúp đỡ và chăm sóc người khác nên được mọi người yêu quý. Bạn là mẫu người hoạt bát, giỏi đường ăn nói nên người độc thân thì nhân duyên vượng, người có gia đình thì đem đến không khí sôi động hơn trong nhà. Vào cuối tháng, kiếp tài tọa phượng địa, e là người này thiếu đi lý trí trong cảm xúc, cuộc sống thường ngày hay nổi nóng thất thường, hành xử lỗ mãng, tự mình gây ra tranh cãi với người thân và bạn bè. Tình cảm bất ổn do chính bạn không làm chủ được cảm giác của mình. Về mặt tinh tú, cũng may là bản mệnh có thái âm tọa mệnh, lại lâm vượng khí, nên khá tốt. Thái âm mang tới tính cách tích cực, thẳng thắn, sẵn sàng đốt cháy chính mình để cống hiến cho công việc, hay tiền bạc và ngũ hành cung mạng được ủng hộ, nên bạn có tinh thần lạc quan nhất trong tim. Và đặc biệt, thái âm là tinh tú ghét sự cô đơn, nên trong công việc và chuyện kiếm tiền, mạng chủ cần có sự hợp tác, dung hòa với đội ngũ, đồng nghiệp, thì bản thân mới phát huy được hết tài năng vốn có. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tháng 5 âm lịch, rơi vào tiết mang trùng, cơ thể sẽ đổ mồ hôi, hào khí thương tân, nên hãy ưu tiên các thực phẩm như rau xanh, trái cây, ngũ cốc thô, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm nhiều dầu mỡ và gia vị cay nóng như hành, tỏi, tiêu, ớt. Một số thực phẩm có tác dụng hạ nhiệt tốt cho tiêu hóa, có thể kể đến như là mướp đắng, cà chua, dưa leo hoặc măng tây, dâu tây. Đặc biệt, quý bà đang trong thời kỳ mãn kinh hoặc vừa ốm dậy
thì không nên tiêu thụ thực phẩm có tính hàn để phòng ngừa phát sinh bệnh tật. Sau đây, mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp về vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên, từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch. Thiên tài phù trợ, giúp cho công việc của người tuổi Giáp Dần tiến triển suôn sẻ, kinh nghiệm và bản lĩnh, giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng, giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác. Đáng tiếc, trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương khắc nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn trở nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ mặc những người thân thiết nhất. Song đào hoa vượng nên tinh thần của bản mệnh những ngày này luôn phơi phới, Giáp Dần nên nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác để thấy rằng hạnh phúc vẫn luôn ở bên mình. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, Tí, Tỵ, Dậu. Tử vi tuần thứ hai, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 5 âm lịch. Theo tử vi tuần của 12 con giáp, thiên tài xuất hiện là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của người tuổi Giáp Dần. Bạn gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua. Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm. Nguyệt lệnh sinh cho thấy, thời gian này, bản mệnh là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng, cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. Tử vi tuần thứ 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Giáp Dần phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt trong tuần này. Bạn nên cẩn thận trong công việc, chớ nên lơ là, để mắc vào bẫy của đối thủ, khiến công sức đổ sông đổ bể một cách đáng tiếc. Dù tình huống có rắc rối như thế nào, bạn cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan. Xét về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để bạn tiến bộ. Nó sẽ góp phần giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cũng như là mình cần khắc phục những điểm yếu nào. Chính tài vượng cho thấy, tình hình tài chính trong tuần khá là khả quan. Đây là điểm đáng mừng cho con giáp trong tuần. Kết tài cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn nhé. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuần cuối, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Giáp Dần. Bạn có thể vô tình vướng vào rắc rối, đắc tội với kẻ tiểu nhân. Do đó, bạn cần tập trung vào công việc hơn, đừng tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó thì bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa. Bởi điềm báo trong tuần có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện, bạn không nên phụ thuộc vào ai và chủ động hơn trong mọi việc. May mắn là có thái âm cát tinh trợ mệnh, nên quý chủ Giáp Dần vẫn có thể giữ được thế chủ động, tài chính không có biến động nhiều, cũng không mấy bị ảnh hưởng do tương hại. Nói chung, đây là một điểm sáng trong tuần cuối tháng này. Khi về nhà bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để gắn kết quan hệ giữa hai người. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, xanh nước biển, trắng, quý nhân phù trợ, Tí, Sổ, Dần. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn.
Vậy người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tý. Chuột hơi nhút nhát sẽ là hậu phương vững chắc cho hổ ngoài chiến tuyến. Tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo vát, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Chuột khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho chuột đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Khi nói về chuyện làm ăn giữa tuổi Tý và tuổi Giáp Dần, cả hai cần phân biệt rất rạch ròi, xem ai là người đứng đầu và vị trí tốt luôn phải giao cho hổ, vì con người này thích mình luôn đứng ở đầu. Chuột hơi nhút nhát sẽ là hậu phương vững chắc cho hổ ngoài chiến tuyến. Tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo vát, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Chuột khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho chuột đều được giải quyết đến nơi đến chốn. 2. Tuổi Giáp Dần với tuổi Sửu. Sửu và Dần có cách sống khá khác biệt. Tuổi Giáp Dần có nét gì đó hoang dã và khó thuần, ngược lại, tuổi Sửu hiền lành và rất thuần tính. Tuổi Hổ thích mạo hiểm, trong khi tuổi Châu lại sống khép mình và nội tâm. Hổ thích đi đó đây, còn Châu lại thích tích lũy và ổn định ngay từ đầu. Nhưng tệ hơn cả là cả hai con giáp này đều cho mình là đúng, chẳng bên nào chịu nhường nhịn và không tìm thấy điểm tốt của bên kia. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người cầm tinh con hổ có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Châu, sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Châu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Hổ thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Sửu sẽ dạy Dần cách bình tĩnh và tập trung, ngược lại Dần chỉ cho Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. 3. Tuổi Giáp Dần với tuổi Dần. Người tuổi Dần tương đối mạnh mẽ và cá tính. Người tuổi Dần mang trong mình phong thái tự tin, thích làm chủ và tự động hơn là lệ thuộc và nghe lời người khác. Không những thế, người tuổi này còn được đánh giá là khá nóng nảy, khó có thể kiềm chế được cái tôi cá nhân. Trong hợp tác làm ăn, tuổi Dần và tuổi Giáp Dần, sự hợp tác không được tốt cho lắm vì cả đôi bên đều khuyết thiếu thái độ nhân sinh, cùng ý tưởng kinh doanh. 4. Tuổi Giáp Dần với tuổi Mão. Tuổi Hổ không thích việc phải tuân thủ mệnh lệnh nên lựa chọn việc làm lãnh đạo hoặc hơi có chút nổi loạn. Con giáp này là người khá nhạy cảm, sống cảm xúc, khá bướng bỉnh và hay nghi ngờ. Với những người tuổi Mão, thường là những người có bản tính kiên cường, rất thích một cuộc sống yên ổn, thường họ sẽ tìm cách tránh những xung đột và cạnh tranh trong cuộc sống. Trong công việc, người tuổi Giáp Dần mang một thái độ quyết đoán, mạnh mẽ và sự tự lập tài chính, giúp dễ dàng đạt được những thành công. Nhưng nếu những điều đó kết hợp cùng một người tuổi Mão, thì thành công sẽ vang dội hơn nữa. Chính bởi những đức tính của tuổi Mão như kiên nhẫn, nhanh nhẹn, cùng với đó là sự khéo léo trong nhiều tình huống, cả hai sẽ bù trừ những yếu điểm của đối phương. Nếu hai con giáp trên quyết định cùng hợp tác với nhau, họ cần phải tổ chức cũng như phân chia công việc một cách rõ ràng, rành mạch. Trong kinh doanh, người tuổi Dần nên là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. 5. Tuổi Giáp Dần với tuổi Thìn. Người tuổi Giáp Dần có tính cách rất mạnh mẽ, không sợ hãi, luôn can đảm đối mặt với mọi vấn đề. Ngoài ra, họ còn là người nghiêm túc, có quan điểm đạo đức rõ ràng và luôn kiên quyết không làm những điều trái với suy nghĩ của bản thân. Nhiều bạn cũng biết, Rồng thường thích sống theo cách của mình và họ luôn khao khát vị trí đứng đầu, luôn muốn là người lãnh đạo. Với bản tính thích thể hiện, muốn có được sự chú ý của mọi người xung quanh, đôi khi người tuổi Thìn có thể làm ra những hành động hơi lố, thái quá. Trong kết hợp làm ăn, kinh doanh, tuổi Giáp Dần và tuổi Thìn rất khó hòa hợp, bởi vì liên quan đến làm ăn là liên quan đến quyền lợi. Trong khi cả hai con giáp này đều ham muốn quyền lợi, cả hai đều cho rằng mình là người có quyền quyết định cuối cùng và những suy nghĩ, định hướng của mình là điều đúng đắn nhất. Chính vì điều này đã khiến cho việc kết hợp cùng nhau làm việc của hai con giáp này xảy ra nhiều khó khăn hơn. 6. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tỵ. Tuổi Giáp Dần và tuổi Tỵ khó có thể tìm được những điểm chung làm cơ sở cho một mối quan hệ bền vững. Cả hai con giáp này đều dễ tính nhưng đều thích làm theo ý mình. Hai hành tinh này nếu là đối tác kinh doanh thì tốt hơn là một cặp yêu nhau, bởi sẽ có rất nhiều lý do tiềm ẩn để cặp đôi này nảy sinh mâu thuẫn. Rắn có tính sở hữu và rất hay ghen trong tình yêu. Rắn cần một bờ vai để dựa khi thấy buồn hoặc thích người yêu đưa mình đi đây đi đó. Tất cả những điểm trên đều rất khó tìm thấy trong con người Hổ, bởi Hổ vốn là người thích tự do và thích làm theo cách riêng của mình. Tuy vậy,
họ lại cùng nhau làm ăn khá tốt. Tuổi rắn vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền, nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi hổ dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng, vấn đề mấu chốt là cả hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. 7. Tuổi giáp dần với tuổi ngọ. Về phương diện kinh doanh, hổ và ngựa có thể hợp tác tốt, họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc, hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên, trong công việc, người tuổi hổ nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi ngựa vì họ rất dễ nhảy việc. Khi đi với nhau, thì dù là bạn bè, người yêu hay đối tác làm ăn, họ đều có thể hòa hợp viên mãn. Không chỉ thế, khi hai hành tinh này hút nhau, họ còn tạo nên một quỹ đạo lớn với các vệ tinh vây xung quanh là cả nhóm bạn đa dạng. Về phương diện kinh doanh, hổ và ngựa có thể hợp tác tốt, họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên, trong công việc, người tuổi hổ nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi ngựa, vì họ rất dễ nhảy việc. 8. Tuổi giáp dần với tuổi mùi. Người tuổi mùi là người theo chủ nghĩa hòa bình, họ nhẹ nhàng, ôn hòa, bình tĩnh và không thích cự cãi với người khác. Tuổi giáp dần dũng mãnh, gan góc và thích nắm quyền. Tuổi mùi tuy thích hướng về ngôi nhà của mình và có phần nhút nhát hơn, nhưng không vì thế mà không thao tác theo ý mình. Mùi cũng thích biểu lộ mình trong việc làm, phải đi theo con đường riêng mà không cần sự chỉ huy của dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, dần cần để khoảng trống cho mùi phát huy năng lực, phát minh, sáng tạo. Tuy trong con người mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không do đó mà không đảm nhiệm tốt được việc làm kinh doanh, thương mại. Trong việc làm, mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc như đinh, dù gì thì mùi vẫn suôn sẻ. Vì được thao tác cùng dần, vì sự sáng sủa, quả cảm, vui nhộn của dần là món quà tặng kèm lớn so với tuổi mùi vốn bi quan và mẫn cảm. 9. Tuổi giáp dần với tuổi thân. Hổ và khỉ khó có thể tìm thấy những điểm chung là hai con giáp đối diện nhau trong vòng hoàng đạo. Giữa họ thường xuyên có mâu thuẫn, ban đầu họ khá cuốn hút nhau bởi cả hai đều hài hước, dễ tính. Người tuổi hổ dũng cảm, gan dạ và khá ga lăng khiến tuổi thân rất ngưỡng mộ. Trong công việc, hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bàn, dần nghiêm khắc và yêu cầu thân phải làm việc nhiều hơn, trong khi đó, thân thích chơi nhiều hơn làm. Hai con giáp này nhanh chóng chán nhau, bởi thân coi dần là kẻ thích làm bề trên, còn trong mắt dần, thân là mẫu người lông bông và ham chơi. 10. Tuổi giáp dần với tuổi dậu. Hai tuổi, giáp dần và dậu, có một số tính cách bổ sung cho nhau, nhưng cũng có những điểm khó có thể hòa hợp được. Để mối quan hệ bền vững, cả hai đều cần nhún nhường một chút để chiều người kia. Khi cả hai đều tỏ ra mình là người quan trọng, thì mâu thuẫn khó có thể tránh khỏi. Tuổi dậu khá cầu toàn, điều này có thể coi là đòi hỏi khá lớn đối với tuổi giáp dần, bởi người cầm tinh con hổ không muốn tuân theo bất kỳ sự dạy bảo nào, mà luôn làm theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, nếu dần và dậu là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt. Trong lĩnh vực này, dần đánh giá cao dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến dần không thể phàn nàn. Người tuổi gà thì vui vẻ, để tuổi hổ ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. 11. Tuổi giáp dần với tuổi tuất. Dần và tuất có khá nhiều điểm chung và người này luôn tìm cách làm cho người kia hài lòng. Hai hành tinh này trung thành và luôn thích bảo vệ nhau. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp làm ăn khá lý tưởng với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi giáp dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi tuất. Thỉnh thoảng, tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuất thấy không hài lòng nhất ở dần là đôi khi dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. 12. Tuổi giáp dần với tuổi hợi. Xét về tính cách, dần là người nhạy cảm, còn có thể gọi là có giác quan thứ 6. Họ rất khó để mở lòng với người khác. Nhưng khi thân thiết, thì không tính toán và dốc hết mình, nhưng họ cũng thuộc diện tính khí thất thường. Họ khá mạnh mẽ và quyết đoán. Mệt mỏi hay thất vọng, họ thường giấu cho riêng mình. Họ rất rõ ràng nên ai đối xử với họ thế nào, họ sẽ đối xử lại giống như vậy. Còn với người tuổi hợi là những người chất phác, lành tính, đơn giản, không khoa trương,
Họ là những con người tốt bụng và thân thiện, luôn bao dung với các mối quan hệ và không tính toán thiệt hơn. Người tuổi Hợi luôn ôn hòa, trung thực, có tinh thần hào hiệp và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, ngay cả khi họ không nhờ. Khi là đối tác kinh doanh, con giáp tuổi Giáp Dần và con giáp tuổi Hợi sẽ tạo thành một tập thể vững vàng với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Con giáp tuổi Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để con giáp tuổi Giáp Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, ai cũng có rất nhiều việc cần làm trong ngày, nhưng nên nhớ chúng ta chỉ có 24 tiếng, do đó chỉ có thể làm một số việc nhất định, một số việc để sang ngày khác. Chỉ nên làm vừa phải, vì khi đó mới đủ tập trung làm hoàn thiện hơn. Nếu danh sách việc phải làm quá nhiều, chúng ta sẽ làm gấp rút, hết việc này sang việc khác, cho nên tâm chúng ta sẽ không có phút giây nào dừng lại để suy nghĩ về những gì chúng ta đang làm. Ngoài ra, đừng quên đặt các khoảng thời gian trống giữa các công việc. Điều này giúp cho chúng ta có một lịch trình thoải mái. Để làm những việc trên thì nên đặt lịch làm cho mọi việc, tuy không cần quá chi tiết, nhưng đủ để bạn tập trung hoàn thành từng việc. Để sống đơn giản như thiền sư, bạn phải hiểu rằng họ chia ra thời gian để tắm, làm việc, thời điểm để lau dọn, ăn uống. Điều này để đảm bảo các việc làm sẽ được thực hiện thường xuyên. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bản biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.